Từ đây xin chào quý bà con. Thì hiện tại đây đang vườn của cậu Năm ha. Bữa nay là đầy qua đầy bàn giao cái hệ thống tưới cho cậu ha. Thì tổng vườn này là khoảng 350 m. Thì tưới một lần hết. Với lưu lượng là 90 lít một giờ. Thì mình tưới giải pháp là tưới phủ. Mới bật tí xíu mà mọi người thấy nước à. Đó. Thì cây này á là vườn của cậu mình làm si gần 1 năm rưỡi nay rồi. Đó. Thì lúc mọi người thấy không? Từ lúc cái cây lúc mà đầy video cái video mà cái tên là si phục hồi cây rất tốt, rất hiệu quả. Thì cái video đó là đầy quay cách đây là khoảng 1 năm rưỡi. Thì hiện tại là bắt đầu đi quay lại cái cập nhật lại cái vườn này. Xài 1 năm rưỡi rồi, giờ cây nó bự như thế này hết rồi. Đó, mọi người thấy không? Năm nay ông đòi để trái đó, nhưng mà để kêu dưỡng thêm 1 năm nữa đi. Mọi người thấy nó tưới nước rồi nè, một bước ở trên luôn thấy không? Nó hiệu quả. Ok. Giờ thấy không? Mọi người thấy cái tia nước không? Một cây 2 m. Đó, thấy mê không? Là vườn này mà chỉ là thiếu nước thôi. Thì bây giờ đã lắp hệ thống tưới rồi, thì giai đoạn sắp tới nó phát triển còn mạnh nữa. Mình thấy ướt cỏ ở trên này mà thấy không? Mình đứng đây là ướt mình rồi. Tưới cái này tại vì ngay chân cái thời điểm gió đó, tưới là nên tưới sáng sớm thì tốt hơn. Quá đẹp. Rồi. Vườn này là làm si hữu cơ là 2 năm rồi nha. Từ khi cây còn nhỏ xíu và bị cái hiện tượng gọi là cùi đầu rễ, cùi đầu cành đó, thì hiện nay là 2 năm. Giờ mọi người thấy cái cây nó, đàn cây nó lực ghê không? Cũng hới nè. Rất là đều luôn. Ướt rồi nè mọi người. Ướt không? Đấy, mà tới tí xíu thôi, ướt rồi nè. Ổng đi nhánh là ổng 34 nè. Đây có một cái đội thi công lắp đặt hệ thống tưới riêng của mình. Mình thấy ướt nè. Có nó nhiễu nè. Ướt ốc nước hết thấy không? Đó. Cái này thì còn phải đi gông tỉa cành sát với mé đó cho nó không bị vướng nữa, tưới cho nó đều. Rất là ok luôn nha mọi người. Rất ok. Thì cái đây là cái giải pháp tưới tiết kiệm để mình đối phó với cái hạn hán và xâm nhập mặn. Dùng mình thì cũng có mặn vô ít thôi, mà mương ở đây được mương cái mương rộng chứa nước nó nhiều, mà mình để cỏ mình tưới cái hệ thống này nữa thì chỉ 4-5 tháng mặn là vượt qua một cách dễ dàng, chứ không có gì hết. Ôi quá đã. Mình làm si với hữu cơ mọi người. Mọi người thấy cái gốc cây nè. Đó, cái gốc nó to không? Cái dàn cảnh nó mê không? Nè. Răng đỏ nè. Đó. Vườn này năm tới để trái rất là vừa. Để bây giờ cũng có số cây để được, nhưng mà sớm quá thì để mất sức cây thứ nhất. Thứ hai nữa là nó tốn chi phí á, không có lợi nhuận. Cho nên tốt nhất là mình để khi mà đủ sức cây lại có khả năng làm lợi nhuận thì mình hãy làm. Cho nên 4 năm làm cây này rất là vừa. Đó, như cây đó năm tới đây trái là vi vu rồi ha. Đây cái toàn cảnh mưa người, mọi người thấy nước đó, nó tới nó tưới phủ ra tới nó mưa bây giờ thấy không? Ok, một lần bánh cái hết vườn luôn. Quá khỏe rồi, xong rồi là khỏe rồi. Để mình quay ngược đắng cho mọi người xem nha. Đó, đó, đó.
mọi người thấy cái đường nước nè, không mưa. Thì đối với cách làm của mình á, mình chỉ là tứ phủ thôi, chứ mình không xích tứ tại gốc thôi. Trước sau mình cũng làm, mọi người thấy ướt này thấy không? Tại sao mình không làm một lần mà để cho nó phủ hết clip luôn? Để sau này mình tứ tại gốc rồi cái bét mà tứ tại gốc á, khi nào sẽ bự lên mình bẻ cái bét lên á, thì cái lượng nước nó sẽ không đều bằng cái bét này. Nào ướt rồi nè, nãy giờ như là đầy quay video lên hình như chưa tới 10 phút nữa, mới 5 phút mấy thôi mà nó ướt rồi nè. Đó, mọi người thấy không, đã không? À, đã. Mình đi ngược trở lại. Nó quay là nó vừa thấy nhiều không? À. Đa số những vườn mà mình có hệ thống tưới đủ nước như này nè, mình làm xi hữu cơ thì khỏe lắm, cây phát triển ổn định lắm. Còn mình mà không có hệ thống nước tưới nước, mình rải phân thì cây nó không thể nào mà tận dụng hết được cái lượng phân dinh dưỡng mà phát triển cho nó ổn định. Là cho nên là có khi mà nó bị sâu rầy một lần hết xong, mình bỏ mình không tưới nó bị sâu rầy hoài rất là mệt. Đó, cho nên mình đứng ra mình làm luôn, ướt hết rồi. Quá đã. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tư Đầy nha. Ai có nhu cầu sử dụng muốn làm hữu cơ thì liên hệ đây. Làm hệ thống tưới thì liên hệ đây luôn. Để cung cấp ống hoa sen, bơm, bét, tất cả vật tư luôn. Và làm lọc luôn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.